tôi đang có mặt trong khoang cabin. Đây là phần chìa khóa của xe. Với một cái mẫu xe thiết kế thể thao như thế này thì cá nhân tôi nhé, tôi chấm cái mẫu chìa khóa này chắc chỉ 5 điểm thôi. Xe thì đẹp như vậy nhưng mà chìa khóa các bạn nhìn này, nó cũng rất giống chìa khóa của i10, và hình như có vẻ là Hyundai thành công, họ đang thích cái mẫu thiết kế này và áp dụng cái mẫu chìa khóa này trên hầu hết cái mẫu xe của mình. Thôi, nhưng mà nói gì thì nói, nó vẫn là chìa khóa thông minh. Và để khởi động lên thì đơn giản thôi, đạp phanh, nhấn đề nổ start up. Rồi, xe nổ máy rồi. Tôi sẽ nói đôi điều về cái động cơ này một chút. Thì chắc chắn là chiếc Elantra 2.0 này vẫn sử dụng nguyên cái khối động cơ của mẫu xe tiền nhiệm trước đó, tức là thế hệ thứ 6 chưa cải tiến Philip. Hệ thống hộp số thì cũng vẫn được giữ nguyên như cũ. Rồi, đó là về động cơ hộp số. Và nếu tôi nhớ không nhầm thì chiếc xe này đâu đó nó khoảng tầm 162 mã lực tại 6.200 vòng trên phút. Rồi, tổng thể thì các bạn có thể quan sát thấy sơ lược này, nó gần như giữ nguyên những cái thiết kế bản cũ các bạn nhé. Có hai điểm thay đổi luôn mà tôi có thể dễ dàng quan sát thấy. Thứ nhất, đó chính là cái phần màn hình này, một cái màn hình hoàn toàn mới. Và cái thứ hai, đó chính là cái hệ thống điều hòa này cũng được tinh chỉnh, nó sắc sảo hơn và có vẻ nhìn nó đáng tiền hơn so với một chiếc xe hạng C 2.0. Ở đây tôi sẽ cảm nhận đầu tiên, đó chính là về cái vô lăng này đi. Mềm, êm ái, da xịn. Và những cái khâu này rất là thủ công, tuy nhiên thì nó lại đảm bảo cái tính thẩm mỹ cao. Tay lái này các bạn lưu ý này, ở đây không có đê cắt đâu nhá. Tay lái này không phải mẫu đê cắt, chỉ có duy nhất bản Sport thôi mới có tay lái đê cắt giống như xe BMW. Phím bên này chúng ta sẽ có Cruise Control này, điều khiển chức năng. Ở phía tay trái của tôi thì có volume cộng trừ rồi là đàm thoại rảnh tay. Rồi, chính giữa thì vẫn như thường lệ thôi, logo huyền thoại, túi khí. Hai bên này chúng ta sẽ có hệ thống đèn, hệ thống ngạt mưa. Hơi tiếc một chút khi mẫu xe này không được trang bị cái hệ thống lẫy chuyển số vô lăng các bạn. Đó, ở đây không có lẫy chuyển số nhé. Bản 1.6 thì sẽ có lẫy chuyển số trên vô lăng. Rồi, bảng đồng hồ trung tâm thì thật sự là rất dễ quan sát. Ánh sáng đơn sắc kèm theo những cái chi tiết ánh sáng xanh như thế này. Các bạn thấy này, chia rất là rõ ràng. Cái bảng đồng hồ đa thông tin ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái màn hình TFT. Đó, hiển thị đầy đủ tất cả thông số, chế độ lái, mức tiêu hao nhiên liệu. Rồi, ok ok. Đấy, bên này thì sẽ có cái nước làm mát này, xăng này, đồng hồ tua động cơ. Và trên này toàn bộ tất cả. Và tóm lại là dễ quan sát, thuận tiện. Ở khu vực chính giữa này chúng ta sẽ có một cái màn hình. Và cái màn hình này cũng có một số ít cái sự thay đổi, đặc biệt là về cái hệ thống Apple Car. Thì cuối cùng nó cũng đã được trang bị trên cái mẫu Elantra này. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà vừa qua cách đây khoảng một tháng ấy, thì i10 cũng đã được nâng cấp phiên bản có Apple Car này. Rồi là Accent cũng đã có. Và dĩ nhiên là Elantra cũng sẽ phải có. Chúng ta khả năng kết nối. Các bạn quan sát thấy này. Mà hơi tiếc một chút nhé, cái Apple CarPlay này nó chỉ hỗ trợ cho cái hệ điều hành kết nối iOS thôi. Trong khi đó Samsung thì chúng ta không biết làm thế nào cả. Đó, sẽ hơi thiệt thôi những khách hàng mà sử dụng Android. Cái Apple Car này hoạt động như thế nào thì tôi sẽ có một cái video sau để giới thiệu đến quý vị và các bạn. Lui xuống phía dưới chút, chúng ta có toàn bộ tất cả những cái phím chức năng rồi điều khiển âm thanh. Đây, bản đồ này, ở đây. Đấy, các bạn thấy bản đồ này. Vẫn là một cái phần bản đồ có thể nói là độc quyền của Hyundai, hoạt động cực kỳ tốt và dẫn đường hoàn hảo. Đó, cảnh báo tốc độ rồi dẫn đường đầy đủ hết, không thiếu gì. Tôi nghĩ là ở Việt Nam hiện tại thì cái bản đồ của Hyundai là bản đồ tốt nhất. Lui xuống phía dưới một chút, chính là cái phần thay đổi của chúng ta này. Vẫn là cái điều hòa hai vùng độc lập, lọc khí ion có đầy đủ, được tinh chỉnh lại một chút. Những cái này các bạn thấy này. Đó, tất cả đều là kiểu như kiểu giả nhôm, giống như trên mẫu xe thể thao, đặc biệt là giống như trên Toyota 86. Cái này tôi thấy rất giống luôn. Đó. Nhưng mà những phím này đều là phím vật lý nhé, tức là không phải phím cảm ứng đâu. Hai vùng độc lập, một vùng dành riêng cho người lái và vùng bên này chúng ta dành riêng cho hành khách bên ghế phụ cũng như là hành khách phía sau. Ở phía sau chúng ta sẽ có cái cửa sổ điều hòa, thì lát nữa chúng ta ngó qua một chút. Lui xuống phần dưới này này, các bạn thấy chúng ta sẽ có một cái hộc để đồ nhỏ này. Cắm USB này, AUX, rồi là tẩu sạc 12V 180W. Cái khay để đồ này hơi nhỏ và tôi nghĩ là, đây các bạn thấy đi, ở chỗ này đó có cái gì đó nó hơi sai sai.
Ở đây nó hơi bị vướng víu một chút khi mà chúng ta để cái hộc ở chỗ này. Vị trí này chúng ta sẽ để cái sạc điện thoại không dây. Đó. Lùi xuống phía dưới này này. Các bạn quan sát thấy cần số này. Tất cả những cái này giữ nguyên của thế hệ cũ nhá các bạn nhá. Đây, cần số vẫn giữ nguyên, hộp số tự động 6 cấp. Nút shift lock giải phóng hộp số đầy đủ và sấy ghế rồi sưởi vô lăng thông gió. Cảm biến này rồi là đây chính là cái lựa chọn chế độ lái. Thì chiếc xe này có 3 chế độ lái. Đó. Và đây chính là cái lựa chọn chế độ lái. Thì các bạn lưu ý chiếc xe này có tới 4 chế độ lái, đó chính là Normal, Eco, Sport và Smart, chức năng mà thân thiện với người dùng nhất. Về cơ bản tổng thể của nội thất của chiếc Elantra này thì các bạn quan sát rồi. Đấy, còn tiện nghi thì chúng ta sẽ có màn hình DVD 7 inch này, kèm 6 loa này, điều hòa hai vùng độc lập, và trên đầu tôi thì có một cái cửa sổ trời nhỏ nhỏ một chút, tuy nhiên thì cũng đảm bảo là các bạn sẽ có thể hòa mình với thiên nhiên được. Đó là tổng thể. Còn thật sự thì hàng ghế thứ hai của chiếc Elantra này tôi nghĩ không có gì để nói cả. Một mẫu sedan hạng C với cái chiều dài đạt 4.620mm, ngồi hàng sau chắc chắn là thoải mái, không có gì phải bàn cãi, cửa gió điều hòa đầy đủ. Đó. Thì bây giờ chúng ta thử chạy một vòng xem cái độ ồn của chiếc xe này khi mà đi trong phố, rồi là cái cảm giác lái nó có nhạy hay không, vô lăng trợ lực như thế nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ test thử một chút.